nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2023. Sáng ngày 22 tháng 12, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư huyện ủy đã chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện, đồng thời biểu dương Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong những năm qua luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo huyện. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện và các cơ quan, đơn vị địa phương đã tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.